Xin chào các bạn, hôm nay Nhung sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tiếng Việt vào máy laptop Mac. Ok, mình sẽ bắt đầu. Thì đầu tiên mình sẽ bấm vào biểu tượng này ha, System Preference. Rồi nó sẽ trên màn hình nó sẽ hiện cái bảng thế này, thì mình sẽ chọn Keyboard, bấm vào Keyboard, sau đó bấm vào Input Sources. Thì các bạn thấy trên màn hình nó sẽ có hai cái bảng như thế này. Thì hiện tại mình đang dùng tiếng Anh Mỹ, thì nó có cái bảng này. Thì nếu như mình chọn tiếng Việt, mình sẽ bấm vào cái nút dấu cộng này ha, nó sẽ đổ sổ ra một loạt cái ngôn ngữ. Thì mình có thể dùng cái con chuột để rê cái thanh này, hoặc là mình có thể search, tìm bằng cách đánh cái tên mà mình, nếu mình khó tìm khó thấy, thì nó sẽ thể hiện Vietnamese trên cái bảng bên trái này. Thì bên phải nó sẽ là những cái lựa chọn cho mình. Thì với mình sẽ đánh select, cho nên mình sẽ click vào select. Sau đó mình sẽ bấm add. Thì các bạn thấy là select nó thể hiện vào bên trái của cái hộp này, thì mình sẽ ấn vào đó, bấm vào select. Và bên phải này nó đã click sẵn cho mình rồi ha, chọn sẵn cho mình rồi. Thì nếu trường hợp nếu mà không có chọn, nó không có chọn sẵn cho mình, thì mình sẽ bấm vào cái ô show input menu in menu bar bằng cách click vào cái nút thoát này, exit. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra trên cái thanh menu bar này, nó vừa mới đề cập, thì mình sẽ click vào đó, là nó nằm trên đây ha, bên phải, góc phải của màn hình laptop. Mình click vào đó, đây là cái này là cái hiện là cái cờ Mỹ. Thì mình click vào đó, thì mình sẽ chọn select. Cái nãy mình vừa mới cài đặt là select, mình sẽ bấm vào select. Rồi ok, bây giờ thì mình có thể đánh tiếng Việt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giả sử mình vô đây, mình đánh select, ví dụ ghi là hôm nay trời đẹp. Ok, dạng hạn như vậy. Vậy là mình đã giới thiệu xong cách cài đặt tiếng Việt trong máy laptop rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ post nhiều cái bài, cái tip cho các bạn vào lần tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.